Quê hương là người mẹ Tào Tần đã sinh ra mỗi chúng ta, và tiếng hát ru ầu ơ của mẹ ru ta từ thuở lọt lòng còn lắng đọng suốt cả cuộc đời. Quê hương là người cha già bình dị như cây tre khóm trúc hiên ngang, vượt qua mọi bão táp phong ba lam lũ để nuôi ta khôn lớn. Quê hương chứa đựng bao tình cảm bình dị thiêng liêng như vậy, cho nên dù đi đâu, ở đâu, mỗi người con đất Việt đều nhớ về quê cha đất tổ với tấm lòng trong sáng và tha thiết nhất. Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tâm. Cây có gốc mới trổ cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Con người nguồn gốc ở đâu, có tổ tiên trước, tiếp sau có mình. Mảnh đất quê hương, trái thơm quả ngọt, tình thương mặn mà. Nhắn người dẫu ở phương xa, nhớ về nguồn cội, nhớ về mẹ cha. Việc họ là việc làm tình nghĩa, là đạo lý của người cùng dòng họ đối với tổ tiên nòi giống. Thờ cúng tổ tiên, chăm lo việc họ là một nét đặc sắc thuộc văn hóa truyền thống của con người Việt Nam. Ai cũng biết, có tổ tiên mới có cụ kỵ, có cụ kỵ mới có ông bà mới có bố mẹ mới có mình. Ai cũng biết công lao sinh thành, dưỡng dạy, phù hộ độ trì của các thế hệ đi trước là vô cùng to lớn. Đất nước ta trải qua hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Lịch sử dân tộc cũng như các dòng họ có lúc suy, lúc thịnh. Để tồn tại và phát triển được như ngày nay, các dòng họ đều đã đóng góp không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức và cả xương máu của mình cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do. Vì thế, từ trong tâm khảm của mỗi người, dù nói ra hay không nói ra, ai cũng muốn mỗi dòng họ có được một ngôi nhà để thờ các bậc tiên linh tổ phụ. Nhà thờ họ là mái nhà chung, là nơi để hàng năm con cháu các thế hệ về làm lễ dâng hương tạ ơn tiên tổ. Nhà thờ còn là nơi hội họp của dòng họ, bàn kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế sách giáo dục con cháu sống có đạo lý, hòa hợp với cộng đồng, vươn lên không ngừng trong cuộc sống. Ẩm thủy tư nguyên, uống nước phải nhớ đến nguồn. Mộc xuất thiên cho do hữu bản, thủy lưu vạn phái tổ tông nguyên. Cây mọc nghìn cành nhờ có gốc, nước chảy vạn nơi bởi có nguồn. Vì thế thờ cúng tổ tiên là nghĩa vụ của mọi người trong cùng một dòng họ. Bất cứ thời nào, khi đất nước thanh bình, điều kiện cho phép, thì con cháu phải có nghĩa vụ xây dựng, tu tạo lăng mộ tổ tiên, nhà thờ họ. Coi đây là nghĩa cử, làm người là việc thể hiện lòng tri ân của các thế hệ sau đối với tiên linh tổ phụ của mình. Người xưa quan niệm âm phủ dương trợ, dù làm việc gì, dù cố gắng bao nhiêu, nhưng tiên linh tổ phụ không phù hộ độ trì thì cho dù thành công đến mấy cũng không trọn vẹn. Vạn đại càn khôn hưng kiến tạo, cửa tiên nhật nguyệt
Đức Lưu Quang. Muôn đời khi hưng thịnh phải lo xây dựng tu bổ nhà thờ họ. Việc làm ấy sáng mãi tới chín phương trời. Chúng ta sẽ thấy có lỗi với lương tâm khi khối óc con tim ta còn biết nghĩ đến điều phải trái, biết mưu cầu hạnh phúc cho đời ta mà quên việc tri ân tiến linh tổ phụ, quên đi nghĩa vụ với dòng tộc, với cộng đồng làng xã. Toàn thể họ tộc quyết tâm chung tay góp sức xây dựng nhà thờ họ là để mỗi khi Tết đến xuân về, mỗi khi giỗ tổ, con cháu cùng về đây thắp hương lễ tổ, cho tâm mỗi người chúng ta trong sáng hơn, sống có đức hơn, có trách nhiệm hơn với dòng tộc, với làng xã. Cùng dòng tộc làng xã chung xây dựng một nếp sống mới ngày càng có văn hóa hơn, thân thiện hơn, ấm no hạnh phúc hơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quan họ,
nhớ tổ tiên, thờ cúng tổ tiên là nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của người Việt, là bản sắc văn hóa mà bao thế hệ cha ông ta đã truyền dạy. Nhà thờ họ chính là nơi để chúng ta thờ cúng tổ tiên, nơi ngày giỗ, ngày Tết, con cháu tụ họp để tỏ lòng tương nhớ những người đã mất, cùng nhau ôn lại những công đức, ơn nghĩa của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và bày tỏ ước mong được ủng hộ, độ trì, được che chở cho muôn đời con cháu. Là mái nhà chung cho hết thảy những ai có tấm lòng hướng về cội nguồn. Nơi đây ta nhận họ hàng, ta nghiền ngẫm, suy nghĩ về ước nguyện bao đời công đức để mà dốc sức noi theo. Nơi đây anh em ta cùng nhau hàn huyên tâm sự vào những dịp bái tạ tổ tiên, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi lúc đói khi no, khích lệ động viên nhau trước những được mất của cuộc đời. Phổ trước cách nay mấy thế kỷ, cụ Hoàng Đình Lam, hậu duệ đời thứ năm của hoàng tộc từ Giang Tải, xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định về quê mẹ nước nóng, dựa vào dãy núi cây gà để làm nhà vỡ đất cấy cày. Sau một thời gian, cụ chuyển về sinh sống tại xóm Hạ gần chùa Ngô Đồng. Vì đây là vùng đất thấp nên vào dịp tháng 7, tháng 8 hàng năm gia đình phải chịu cảnh lụt lội. Cụ Lam quyết định tìm nơi cao giáo để lạc nghiệp lâu dài. Đối diện với nhà bà Phó Dực có khu đất cao là phần đất Hương Hỏa của họ Mai, nằm trên một dải đồi thấp có ngôi miếu thờ Thành Hoàng. Mảnh đất có tiếng là thiêng nên không ai có ý định muốn làm nhà. Vì đất xấu, canh tác chẳng được là bao, nên khi cụ Lam ngỏ lời muốn mua, họ Mai đồng ý bán. Diện tích ban đầu là 960m² bằng 2 xà 10 Bắc Bộ. Sau khi mua được đất, cụ chuyển gia đình về làm nhà, vượt đất canh tác, mở rộng diện tích, hàng năm tránh được lụt lội. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa dòng họ, đầu năm Canh Ngọ 1930, lúc này cụ Lam đã mất, mọi việc cai quản trong nhà đều do người con trưởng là cụ Hoàng Đình Ngôn lo liệu. Gia đình hoàng tộc lúc này cũng đã thêm đông, mọi người trong họ bàn nhau xây dựng từ nhỏ. Tháng riêng năm Canh Ngọ thời Bảo Đại, cụ Hoàng Đình Ngôn rước thầy về cúng lễ, chọn đất làm nhà thờ. Tương truyền, cô đồng đi hài bằng giấy, chạy lên cắm đất đặt hướng cho nhà thờ tổ. Số là từ chỗ tế lễ đến chỗ cắm nhà thờ quãng đường cũng khá xa, có bờ suối bao bọc. Thế mà cô đồng nhảy vọt qua cắm đất, cắm xong mọi người nhìn kỹ lại thấy đôi hài của ngài vẫn còn nguyên. Miếng đất được chọn làm nhà thờ có một cây tùng lớn đang xanh tốt, ngài không nhau bỗng dưng héo lá rồi chết. Chỗ gốc tùng chọn là nam giữa của nhà thờ tổ lúc bây giờ. Tuy nhiên, trải qua bao năm tháng, nhà thờ họ đã xuống cấp và nhiều lần được tôn tạo. Xong, cho đến nay, ngôi nhà thờ đó không còn phù hợp với xu thế của thời đại. Do đó, dòng tộc họp và quyết định trùng tu khuôn viên, xây mới nhà thờ với quy mô đàng hoàng hơn, sang trọng hơn, xứng tầm với sự lớn mạnh của dòng tộc. Nhà thờ Hoàng Hoàng được khởi công xây dựng vào ngày 6 tháng 6 năm Quý Mão, đến ngày hôm nay sau hơn 6 tháng khẩn trương xây dựng, hoàn thiện nội thất, ngoại thất, công trình đã hoàn thành. Được sự đồng ý phối hợp tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự thống nhất của dòng tộc, hôm nay tại xóm đồi thôn Ngô Đồng, xã Gia Phú, long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ Hoàng Hoàng. Về dự lễ khánh thành, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu gồm các ông bà sinh sống tại xã Giang Tả, huyện Nam Toàn, xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, nơi khởi nguồn của dòng tộc Hò Hoàng thôn Ngô Đồng đã về dự, do ông Hoàng Đình Chức cùng các cụ, các ông các bà về chung vui cùng với dòng họ chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Nguyễn, chủ tịch hội đồng tộc, trưởng Hòa Hoàng, ông Hoàng Văn Nên, thành viên hội đồng tộc, trưởng ban kiến thiết, cùng toàn thể anh em con cháu, trai gái dâu rể khắp mọi miền tổ quốc cũng đã về dự họp trong buổi lễ long trọng hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu về dự với buổi lễ của chúng ta hôm nay còn có các ông các bà và con lối xóm, có đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã có lắng hoa quà chúc mừng trong buổi lễ ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa dòng họ, tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Văn Nên, đại diện hội đồng tộc lên khai mạc lễ khánh thành nhà thờ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa tiên tổ họ Hoàng Văn Anh Linh, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền của xã Gia Phú và thôn Đồi, thôn Ngô Đồng, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh, chị em, trai dâu, gái rể, cháu chắt họ Hoàng Văn, kính quý. Trước hết, thay mặt cho toàn thể anh em, con cháu trong họ, tôi xin có lời chào trân trọng và những lời chúc tốt đẹp nhất kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể anh em, con cháu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, thành công, an khang, thịnh vượng. Nhân dịp đầu xuân năm mới, trong không khí vui mừng phấn khởi, chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2. Hôm nay, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2024, tức là ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Thìn, họ Hoàng Văn long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tổ và rất vinh hạnh được đón tiếp các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể anh em, con cháu nội ngoại đã hội tụ về đây chung vui, tri ân để buổi lễ được long trọng và thành công tốt đẹp. Cho tôi xin phép các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể anh em, con cháu trong họ. Cách đây vào khoảng gần 200 năm, tổ tiên các cụ của chúng ta đã để lại dấu ấn và những lời di huấn cho con cháu sau này ghi nhớ mãi mãi noi theo. Trên dãy cột hiên nhà thờ tổ có 4 cột đá và có 4 câu đối và đã ghi: Hoàng Giang nhất phái nguyên lai viễn, đồng lãnh thiên thu thế vĩnh tồn, hoàng tộc nhất gia danh chính đạo, nhật nguyệt nhị hà và cổ sinh. Hoàng Giang ạ, Hoàng Giang là họ Hoàng của chúng ta, là xuất phát từ làng Giang Tả, nay thuộc xóm 6, xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, các cụ vào đây. Nhất phái ạ, nhất phái là các cụ vào đây cùng một nhánh, cùng một chi chót. Nguyên lai viện, lai là lại, lai là đến, viễn là xa, các cụ của chúng ta là từ phương xa đến từ làng Giang Tả, Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định vào đây. Đồng lãnh thiên thu thế vinh tồn. Này, thiên thu là hàng ngàn năm, các cụ vào định cư gây cư diệt nghiệp ở lãnh thổ Ngô Đồng, trên đất Ngô Đồng hàng ngàn năm vẫn tồn tại và phát triển. Hoàng tộc nhất gia danh chính đạo, nhất gia là một nhà, các cụ vào đây là cùng trong một nhánh, một chi chóp là một nhà, và cũng gần 200 năm nay ở cái làng Ngô Đồng này cũng duy nhất chỉ có họ Hoàng Văn của chúng ta cũng là một nhà danh chính đạo. Danh chính đạo là tổ tiên các cụ của chúng ta vào đây có địa danh, có địa chỉ rõ ràng từ làng Giang Tả, Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định vào đất Ngô Đồng, Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình. Vạn cổ nhật nguyệt nhị hà vạn cổ sinh, nhật nguyệt, nhật ngày là ngày, nguyệt là đêm, ngày đêm năm tháng. Các cụ vào đây nhật nguyệt nhị hà vạn cổ sinh là hàng nghìn năm để con cháu vẫn phát triển sinh sôi nảy nở, cây có gốc nở cành xanh ngọt, nước có nguồn
cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu? Nhờ ân tiên tổ, rất là tiên tổ, rồi sau có mình sinh ra con cháu các hàng quế hòe thịnh vượng, thọ trường bền dài lâu. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, với nghĩa cử cao đẹp ăn quả nhớ người trồng cây, những điều tốt đẹp ấy đã đi vào tiềm thức và từ xa xưa đã được con cháu dòng Hoàng Văn chúng ta bao đời nay ghi sâu và lưu truyền mãi mãi. Đồi thôn nhà thờ tổ họ Hoàng Văn mọc giữa đồi, uy nghi bề thế thế tọa sơn. Tọa sơn là quả núi ngồi, uy nghi bề thế bền vững và vững chắc. Và cũng tại đây đồi thôn, thôn Ngô Đồng, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình là nơi thờ phụng tổ tiên họ Hoàng Văn chúng ta. Họ Hoàng Văn như cây đại thụ, chắc rễ nhiều cành, đâm chồi nảy lộc, tỏa bóng xung xuê, con cháu trưởng thành. Những người con dòng họ Hoàng Văn trẻ già trai gái ở đâu dù ở xa ở gần trên khắp mọi miền đất nước đều một lòng hướng về cội nguồn, hướng về quê hương, nơi tổ tiên, nơi ông cha quê hương, nơi tổ tiên, nơi quê cha đất mẹ. Họ Hoàng Văn chúng ta cũng đã biết bao nhiêu người con xa quê hương nay thành đạt trong mọi lĩnh vực và đã góp phần vào việc xây dựng quê hương đất nước ngày thêm mạnh giàu tươi sáng. Đó một phần nhờ hồng phúc của tổ tiên, công lao ông bà cha mẹ, thể theo nguyện vọng tâm tư tình cảm uống nước nhớ nguồn, ngưỡng mộ tổ tiên, thành kính tổ tiên, tri ân với tổ tiên, toàn thể anh em con cháu họ Hoàng Văn nhất tâm nhất trí, đồng lòng chung tay chung sức đóng góp và cung tiến bằng tiền của đã xây dựng được ngôi nhà thờ tổ khang trang lộng lẫy, uy nghi hoành tráng tráng lệ bề thế, để thờ phụng tổ tiên được mãn nguyện là niềm vinh dự tự hào cho dòng họ tộc họ Hoàng Văn chúng ta. Đứng trước anh linh tiên tổ, chúng con và hậu duệ họ Hoàng Văn nguyện phát huy tinh hoa kế thừa tiên tổ, luôn đoàn kết gắn bó, giữ gìn tình yêu thương dòng họ và nâng niu giữ gìn gia tộc đường ngày một khang trang tươi đẹp. Và cũng chính nơi đây là chốn linh thiêng, nơi con cháu họ Hoàng Văn đi về thành kính từ ngôi nhà xa gần, nay hội tụ về đây sum họp, thắp nén tâm hương tri ân với tổ tiên, nguyện cầu xin tổ tiên anh linh phù hộ cho phú thái dòng họ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thực là nhờ ơn tiên tổ có hôm nay, vất vả gian nan nhớ những ngày, chữ đức chữ tâm còn mãi mãi, một lòng thành kính với tổ tiên. Trân trọng và thanh nhời anh em con cháu, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể anh em con cháu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Tôi tuyên bố lễ khánh thành nhà thờ tổ họ Hoàng Văn, thôn Ngô Đồng, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa bà con với xóm, bà con ở ngoài, chúng ta vừa được nghe ông Hoàng Văn Nên đại diện dòng tộc lên khai mạc buổi lễ và có những lời tri ân sâu sắc đối với tổ tiên. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng và kính mời ông Hoàng Văn Đoán, đại diện ban kiến thiết, lên trình bày báo cáo tổng kết quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà thờ. Xin trân trọng kính mời ông. Tôi xin thay mặt hội đồng tộc và cũng như ban kiến thiết xin báo cáo một số nét cơ bản trong quá trình xây dựng nhà thờ. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể gia tộc, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi và xúc động hôm nay có đông đủ các vị đại biểu khách quý đại diện cho đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, thôn và các dòng họ
Công đoàn đã đến dự chúc mừng cùng toàn thể các cụ, các ông, chú bác, anh em, con cháu, dâu rể, nội ngoại của các mọi miền đã về dự lễ khánh thành đông đủ, làm cho buổi lễ càng thêm ấm cúng, trang nghiêm, thắm đượm tình nghĩa dòng tộc. Cùng nhau kính cẩn dâng lên ban thờ tổ tiên, ông bà nén hương tưởng nhớ tri ân những người đã sinh ra chúng ta, người đã đặt dựng nên làng nước họ tộc chúng ta. Như quý vị đã biết, thờ phụng cùng tổ tiên là truyền thống tốt đẹp, là bản sắc văn hóa lâu đời, là đạo lý mà bao thế hệ ông cha đã truyền dạy, đã trở thành nếp sống văn hóa của người các dân tộc Việt Nam. Coi đây là đạo lý làm người, là thể hiện lòng tri ân của các thế hệ sau đối với tiền linh tổ phụ của mình. Và tại đại tàng Côn Hưng kiến tạo cửa biên Nhật Nguyệt Đức Tiêu Quan, từ đường còn gọi là nhà thờ họ, là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi ngày rỗ ngày Tết con cháu tụ hội cùng nhau tập dâng lễ vật, kính cáo với tiền linh những thành tích của thế hệ đang sống, bày tỏ ước mong được sự phù hộ hộ trì che chở cho muôn đời con cháu được phúc ấm mái dày. Nhà thờ họ cũng là nơi lưu giữ bổ sung gia phả gia pháp, duy trì bản sắc dòng tộc, và cũng là nơi vinh danh lưu danh các bậc hiện tại dày công dày đức trong họ để con cháu mãi mãi noi theo. Dòng họ càng lâu đời, con cháu càng đông đúc, kẻ bồi đắp xây dựng chốn quê nhà, người tiếp bước khai cơ lập nghiệp ở phương xa. Thế nên nhà thờ họ cũng là nơi con cháu gặp gỡ, là mái nhà chung cho hết thảy những ai có tấm lòng luôn hướng về cội nguồn. Theo dòng chảy của thời gian, họ Hoàng chúng ta cũng như bao nhà thờ của các họ khác trong đàn đều bị hư hỏng. Bởi vậy, cả dòng họ đã từ đâu vẫn đau đớn quyết liệt tu tạo xây dựng đại nhà thờ họ để con cháu có nơi thờ tự uy nghiêm rộng rãi xứng tầm với sự phát triển của con cháu. Kính thưa các vị đại biểu, anh em con cháu, nhà thờ họ Hoàng được xây dựng trên nền đất của ông trưởng hiện mang tên ông Hoàng Văn Phức. Tương truyền cụ Hoàng Đình Đam mua của họ Mai một mảnh đất có diện tích 960 m² bằng 2 sào 10 thước bắc bộ. Sau khi mua được, cụ chuyển gia đình về làm nhà vườn đất canh tác, mở rộng diện tích cấy cày. Năm Canh Ngọ thời Bảo Đại 1930, lúc này cụ Hoàng Đình Đam đã mất, người con trưởng lúc đó là cụ Hoàng Đình Môn, và mọi người trong họ họp bàn để xây dựng nhà thờ họ và dành ra 10 thước đất trong phần đất mua của họ Mai để xây dựng nhà thờ. Và từ đó về sau, phần đất đó là nơi thờ tự hương hỏa các cụ sau này. Kính thưa các vị đại biểu, anh em nội ngoại, ngày 6 tháng 4 năm 2003, Hội đồng tộc quyết định xây đại nhà thờ mới và cải tạo khuôn viên nhà thờ. Ngày 8 tháng 4 năm 2023, Hội đồng tộc tổ chức họp họ lấy ý kiến và xây dựng nhà thờ họ. Kết thúc cuộc họp, toàn thể nhất trí xây dựng nhà thờ mới với sự đóng góp của các cặp vợ chồng, các đinh trong họ là 5 triệu đồng sắt. Hội đồng tộc thành lập ban kiến thiết có 9 người gồm các ông Hoàng Văn Nên, Hoàng Văn Hoa, Hoàng Văn Đoán, Hoàng Văn Tiểu, Hoàng Văn Việt, Hoàng Văn Cương, Hoàng Văn Huê, Hoàng Tự Do, Hoàng Văn Trinh. Hội đồng tộc thành lập ban tài chính để theo dõi các nguồn tiền thu chi, bao gồm các ông bà, ông Hoàng Văn Nên, Hoàng Văn Đoán, Hoàng Văn Cương, Hoàng Văn Trinh và bà Mai Thị Thanh. Thay mặt ban kiến thiết, ban tài chính tôi xin báo cáo toàn bộ tổng hợp thu chi trong việc xây dựng nhà thờ họ như sau. Phần thu
phu theo quy định. Ngày 1, tổng số các cặp vợ chồng vừa đinh là 121, nhân với 5 bằng 605 triệu đồng. Ngày 2, tổng số cặp vợ chồng vừa đinh là 61, nhân với 5 bằng 305 triệu đồng. Ngày 3, tổng số cặp vợ chồng vừa đinh là 41, nhân với 5 bằng 205 triệu đồng. Tổng số thu được là 223 nhân với 5 bằng 1 tỷ 115 triệu đồng. Số tiền cung dương tổng số 743 triệu 602 triệu đồng. Có danh sách kèm theo và được in trên phiến đá. Tổng số thu 1 tỷ 858 triệu 602 nghìn đồng. Phần chi, tổng số phần chi đến ngày hôm nay là hết 1 tỷ 812 triệu 224 nghìn đồng. Có bản kê các hạng mục và hóa đơn kèm theo. Kính thưa quý vị và đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể gia tộc, nhìn lại quá trình xây dựng nhà thờ, chúng ta thật sự tự hào với sức mạnh đoàn kết khắc phục vượt qua mọi khó khăn, chung đồng chung sức với một tâm nguyện tri ân tổ tiên. Hoàng tộc chúng ta đã hoàn thành ngôi từ đường đẹp đẽ, khang trang, hỏa mỏng mong mỏi mấy đâu. Công trình xây dựng nhà thờ họ đã nhận được sự tự nguyện hưởng ứng của các cụ, ông bà, cô bác, nội ngoại và các con cháu. Mọi người đều có tâm hướng và dòng họ tùy theo điều kiện cụ thể của mình. Danh sách đóng góp công đức ngày một giải thêm, đợt một rồi đợt hai, rồi cho đến ngày hôm nay, con cháu đã công đức ủng hộ được thêm 740 triệu đồng. Điển hình cho gia đình anh Hoàng Trọng Hân công đức 222 triệu đồng, gia đình anh Hoàng Anh Tuấn hơn 24 triệu đồng, cô Hoàng Thị Phương 20 triệu đồng, ông Hoàng Văn Hoan 13 triệu đồng, ông Hoàng Văn Nên 13 triệu đồng. Và rất nhiều gia đình cá nhân đã tạo nên phong trào có sức lan tỏa trong mỗi gia đình, chi nhánh, tất cả đều hướng về nhà họ. Dòng họ Hoàng Ngô Đồng mãi mãi ghi nhận tấm lòng của tất cả mọi người. Và ngoài họ, danh sách công đức sẽ được ghi lại trong sổ vàng danh dự và khắc trên bia đá để lưu truyền mãi mãi về sau. Dòng họ Hoàng cũng biểu dương tinh thần của con cháu đang có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã cố gắng khắc phục, khi ít chút nhiều để từng bước hoàn thành nghĩa vụ đóng góp của mình, tạo điều kiện để công trình sớm hoàn thành, đồng thời kêu gọi con cháu tiếp tục thực hiện phần nghĩa vụ còn lại để công trình tiếp tục hoàn chỉnh. Đến nay đã có 100% các gia đình đều tham gia đóng góp đầy đủ. Dòng họ cũng ghi nhận công lao nhiệt tâm vất vả của ban kiến thiết công trình, sự tự nguyện nhiệt tình không tiếc tờ danh, không quản mưa nắng của nhiều ông bà cô bác con cháu đã đóng góp công lao động để kịp thời đáp ứng cho tiến độ xây dựng công trình. Nhiều anh em con cháu thường xuyên có mặt tham gia lao động tất cả công việc nhà đại để ưu tiên tham gia cho dòng họ, đặc biệt các cụ bà ông Hoàng Văn Nên, Hoàng Văn Đoán, ông bà Hoàng Văn Huê, Hoàng Văn Trinh, Hoàng Mạnh Tư và anh Hoàng Văn Hiệu và nhiều người khác nữa cũng có mặt từ sớm để tham gia lao động, động viên con cháu và tổ thợ. Hôm nay trong niềm vui hân hoan phấn khởi của sự đoàn tụ, dòng họ chúng ta hướng về cội nguồn, bày tỏ tấm lòng hiếu thảo, thành kính dâng lên tổ tiên. Nhà thờ họ đã hoàn thành, được xây dựng bằng gỗ lim và đá Ninh Vân với diện tích 90 m², hoành phi câu đối uy nghi và sang trọng. Con cháu dòng họ Hoàng chúng ta từ nay đã có một nhà thờ họ mới khang trang tôn nghiêm để phụng thờ tổ tiên, là ngôi nhà chung thiêng liêng của dòng tộc, thật xứng đáng với tầm phát triển của con cháu hiện nay. Nhân dịp buổi lễ trọng đại này, gia tộc họ Hoàng chúng tôi xin gửi lời biết ơn chân thành tới chính quyền địa phương, các dòng họ trong đàn cùng toàn thể ông bà cô bác anh chị em con cháu nội ngoại của gia tộc
ở khắp mọi miền đất nước đã nhiệt tình ủng hộ, động viên, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công trình này. Trong suốt quá trình thi công không thể tránh khỏi phiền phức do bà con lối xóm, cũng như việc tiếp đón các quý vị hôm nay không thể không có khiếm khuyết. Xin bà con và các quý vị được thứ. Một lần nữa kính chúc các vị đại biểu, quý khách, kính chúc toàn thể các thành viên trong họ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác, anh em, con cháu, từ đường Hòa Hoàng của chúng ta đã hoàn thành, giữ các cụ an toàn tại nhà thờ mới và đã được báo cáo trước anh linh vị tổ tiên và dòng tộc. Trong quá trình thi công, ban xây dựng cũng đã nhận được sự đóng góp về công sức, dụng cụ và máy công trình của rất nhiều cá nhân của trong dòng họ. Nhưng trong quá trình thi công cũng còn gặp không ít những khó khăn trở ngại. Tuy nhiên, từ cái khó khăn trở ngại đó mới thấy được tinh thần đoàn kết, đồng tâm của dòng tộc. Kính thưa các vị đại biểu, cùng các quý khách gần xa, thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể anh em, con cháu, trải qua bao nhiêu năm tháng, qua quá trình thăng trầm của lịch sử, các thế hệ con cháu dòng họ Hoàng không ngừng phát triển về mọi mặt. Có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ công lao to lớn của lớp lớp các thế hệ cha ông đi trước đã dày công vun đắp, là thế hệ trẻ của dòng họ được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đổi mới. Thấy được những công lao to lớn mà các thế hệ đi trước đã dành cho con cháu, cháu không biết nói gì hơn, thay mặt cho toàn thể anh em, anh chị em, con cháu trong dòng họ, xin được gửi tới các thế hệ cha ông những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Thấm nhuần truyền thống của cha ông, các thế hệ chúng cháu hôm nay cũng thấy mình cần phải tiếp thu những lời dạy của các thế hệ đi trước, không ngừng học tập, trau dồi đạo đức, lối sống, kính trên nhường dưới, đoàn kết, thuận hòa, quyết tâm học tập, lao động và rèn luyện sao cho không phụ công ơn của các thế hệ đi trước, xứng đáng là con cháu của dòng tộc Hòa Hoàng. Xin cầu mong các vị anh linh tiên tổ, các ông bà chỉ ra hộ cho con cháu nội ngoại của chúng ta bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, con cháu sum vầy và thành đạt. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, về dự với buổi lễ của Hòa Hoàng chúng ta hôm nay, chúng ta rất vinh dự được đón tiếp các vị đại biểu đại diện cho Hòa Hoàng tại thôn Giang Tả. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Đình Tiếp lên trước khán đài có đôi lời phát biểu trước bà con Hòa Hoàng xóm Ngô Đồng. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, công với bà và toàn thể anh em trong họ tộc chúng ta, tôi xin giới thiệu đoàn đại biểu Giang Tả năm toàn năng trực năm nay vào dự lễ khánh thành ngôi đền thờ Đức Tổ ở đây. Đó là ông Hoàng Đình Tiếp là tiên chỉ họ, Hoàng Đình Trước, Hoàng Đình Sư, hai vị hiện đang là chức trưởng họ và 28 vị các có nam có nữ vào dự buổi lễ là khánh thành để mình họ tổ chúng ta. Kính thưa các vị đại biểu anh em trong họ, hôm nay là ngày 10 tháng 3 năm 2021, tức là ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Thìn ở thế kỷ thứ 21, anh em trong họ chúng ta tập trung tại đây chứng kiến cho việc làm lễ cử của các thành viên trong họ đắp đền và tri ân tiên tổ, một việc làm phù hợp hợp lý với truyền thống từ đời này qua đời khác. Uống nước nhớ nguồn của dân tộc và dòng họ, đó là ý nghĩa từ đường thờ tổ của chúng ta, tức là hoàn cảnh. Và trong đó thì có Hoàng Đình Nam và Hoàng Đình Hoàng Đình Lương, thay mặt cho đoàn đại biểu Giang Tả năm toàn linh có khả năng là linh trung hương giúp bằng thờ tổ. Thì các vị đại biểu và toàn thể anh em trong họ tộc chúng tôi cũng chỉ là nhắc lại như thế này. Được lớn hai chiếc cây, hai chi họ của chúng ta phải làm tiếp, đó là vấn tổ tập đông. Từ đời cụ nhất cho đến nay đã gần 200 năm. Theo tôi biết,
ông Hoàng Đình Anh là người có công trong họ lớn, ông giữ chức là bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, là về Giang Tả để trực tiếp là trao đổi và trực tiếp là trao đổi với những thân sinh của chúng tôi. Và kết luận của ông là Hoàng Đình Lương và ông Hoàng Đình Lập đã, tức là năm 1938-30 đã thành công tốt đẹp gần 200 năm nay, cả về sinh tồn, sinh thái, văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân ngày càng gom no hạnh phúc. Có ngày hôm nay được ông Hoàng Đình Anh, sau đó ông Hoàng Đình Anh đã về làm chủ tịch của huyện Gia Viễn và huyện Cho Quan về Giang Tả. Có cả khu Lam và khu Lương đã sinh sống và làm ăn với gia đình khu Nhất một thời gian nhất định, sau 2 năm và khu Đồng thành lập hội và mới về ngày hôm nay. Dưới thì các phụ thuộc, nước ta đã 80 năm gian khổ và cực khổ lắm, vừa đánh nạn vừa đói khát. Cách mạng tháng 8 thành công, anh em mới được gặp nhau và cũng hoan lắm rồi thì còn gì là hạnh phúc và còn gì là vui sướng. Ở khu Ngạc, khu hôm này là Ngô Đồng, gia phú gia quyến, anh em con cháu chắc đang làm ăn bên tổ tiên sinh sống, bên người đó là nhà thờ tổ cuối cùng. Lần đầu năm, năm mới, kính chúc mọi thành viên trong họ tộc chúng ta an khang thịnh vượng. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể dòng họ, chúng ta vừa được nghe lời tâm sự của ông Hoàng Đình Tiếp đại diện cho các bác cao tuổi, cao niên của họ Hoàng ngoài Giang Tả nói chuyện cùng với dòng họ chúng ta. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Đình Sự, chi trưởng họ ngoài Giang Tả lên có đôi lời phát biểu trước dòng họ chúng ta. Xin trân trọng kính mời anh. Kính thưa toàn thể các cụ, con các bà, cùng anh chị em, trai dâu gái rể họ Hoàng chúng ta, hôm nay tôi thay mặt cho trưởng ngành cũng như trưởng chi quê hương Giang Tả, xã Nam Toàn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định vào đây chung vui lễ dâng hương khánh thành nhà thờ họ Hoàng Ngô Đồng. Trước hết cho tôi xin kính chúc các vị, các ông, các bà cùng toàn thể trai dâu gái rể họ Hoàng chúng ta một năm mới có một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Vâng, trải qua 30 năm tháng, họ Hoàng ta đã đi nhiều nơi và Ngô Đồng là một nơi điểm đến của phái Cụ Lượng. Đã về đây lập ấp xây dựng nên một làng họ Hoàng mới tại quê hương Gia Viễn hôm nay. Thay mặt cho phái đoàn của Giang Tả, tôi xin giới thiệu có ông Hoàng Đình An cũng như Hoàng Đình Chiến. Ông Hoàng Đình An là đại diện cho chi hai họ Hoàng. Ông Hoàng Đình Chiến là đại diện cho chi ba họ Hoàng ngành ba. Cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà cũng như người cao tuổi như cụ Hoàng Đình Tiếp và cụ bà Hoàng Thị Tẹo đã cùng con cháu về đây lễ mọn lòng thành, dâng lên tâm nhang kính bái tổ tiên và để chung vui với cái niềm hân hoan dự lễ khánh thành hôm nay, tôi xin thay mặt cho toàn thể anh em Giang Tả cũng như anh em toàn thể ngành họ Hoàng có lời chúc tới toàn thể, tới anh em Ngô Đồng trong này một năm mới mạnh khỏe, an khang. Cũng như các cụ vừa phát biểu trên, cứ uống nước thì nhớ nguồn, ăn kẻ nhớ quả người trồng cây. Hơn đức tổ tiên thì chúng ta trăm năm cũng vẫn phải vun đầy.
Có nghĩa là bây giờ anh em ở trong này đã xây dựng lên ngôi nhà thờ vĩnh cửu, khang trang, sạch đẹp để thờ tổ, thờ tiên. Anh em chúng tôi ngoài đăng tả cũng không có gì hơn là xin kính chúc mọi người trong này cũng như ở ngoài giang cả đoàn kết xây dựng một họ Hoàng vững mạnh, văn minh, giàu đẹp và phát triển trên mọi lĩnh vực của mọi ngành nghề. Một lần nữa tôi cũng xin được cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các cụ, công các bà cùng anh em chi tộc Ngô Đồng đã tiếp đón và một cách nồng thắm đối với anh em họ Hoàng ngoài giang cả chúng tôi. Cuối cùng tôi xin chúc đại gia đình họ Hoàng chúng ta đoàn kết vượt lên mọi tất cả. Xin cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, hôm nay họ Hoàng Văn Long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tổ và rất vinh hạnh được đón tiếp các quý vị đại biểu và các vị khách quý. Và hôm nay họ Hoàng Văn chúng ta ở thôn Ngô Đồng, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình rất phấn khởi được đón tiếp các bác quê hương đất tổ, quê gia đất tổ hôm nay vào đây để dự buổi lễ khánh thành nhà thờ tổ và chung vui hàn huyên tri ân cùng động viên nhau để buổi lễ khánh thành hôm nay được thành công tốt đẹp. Qua rồi thì anh Hoàng Văn Sự, Hoàng Đình Sự là trưởng họ Hoàng ngoài quê hương đất tổ giang tả nên đã có lời phát biểu hàn huyên chung vui tri ân với toàn thể anh em con cháu trong họ, thay mặt cho toàn thể anh em con cháu trong họ xin được cảm ơn anh và chúc cho các bác đoàn giang tả các bác mạnh khỏe hạnh phúc, xây dựng tổ tiên, xây dựng quê hương được tốt đẹp. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, sau đây là nghi lễ được mong chờ nhất trong buổi lễ ngày hôm nay, đó là nghi lễ cắt băng khánh thành. Xin trân trọng kính mời đội lễ tân vào vị trí. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính mời ông Hoàng Đình Chức, đại diện hội đồng tộc thôn Giang Tả, xã Nam Toàn lên vị trí cắt băng khánh thành. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Nêm, thành viên hội đồng tộc, trưởng ban kiến thiết. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Tỉnh, ông Hoàng Văn Việt và cháu Hoàng Huy Hoàng lên vị trí cắt băng khánh thành. Sau đây xin trân trọng kính mời các vị đại biểu và toàn thể bà con cùng chứng kiến giây phút long trọng này. Ngồi ạ. Rồi. Và bây giờ nghi lễ cắt băng khánh thành xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, xin chúc mừng đề nghị toàn tổng tộc chúng ta cho một tràng pháo tay. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, kính mời các ông bà vừa cắt băng khánh thành vào từ đường để dâng hương từ đường. Mời đoàn lễ tân về vị trí. Tổ tiên xưa đã sản sinh, sinh ra con cháu lập gia đình nơi đây. Con cháu
dựng xây xóm làng phúc hồng, rồi lại dòi sang cho nên dòng dõi ngày càng lớn đông. Tiên tổ phúc hồng, đào kênh đưa nước dòng sông về nhà tổ tiên, tình nghĩa bao la trời cho con cháu đầy nhà đầy dân. Để cho con cháu vinh thần nối dòng, tổ tiên tiên tổ cầu mong có đông con cháu thì lòng mới vui, cháu con nay sống ngọt bùi, cháu con nay được đầy lũi nỗi sầu. Cháu con tình nghĩa khắc sâu, nay về đoàn kết cúi đầu dâng hương. Cháu con ơn nhớ tông đường, nhớ ơn dòng tộc họ đương xóm làng, cháu con dâng lễ hoa nhang, dâng lời cung kính dịu dàng từ con kính lễ vong hồn tại nơi thờ xóm thôn quê nhà, con mời tiên tổ họ ta, con mời cụ kỵ ông bà hiền linh về đây với đại gia đình, cháu con các cụ san sinh sinh thành. Cây có gốc nở ngành xanh lá, nước có nguồn bể cả sông sâu, ơi người ta sinh trưởng bởi đâu. Ơi người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiền tổ ăn mê sống rõ ràng, sinh ra con cháu các hàng quê khỏe thịnh vượng, thọ trường vương anh ngày hôm nay nhân tiết ngày lành. Quân dâng lên bái nguyện tổ tiên.
tổ tiên. Dù đời thoại phù hay biển gian tầng, chim tung cánh á ơn nhờ thiên tổ ngâm trần hoàn, trăm mỏ gian lao quân nhớ câu bách điểu quy sao. Con nhớ câu bách điểu quy sao, trăm khe ngàn suối dồn vào một sông. Ơn tiên tổ vun trồng cây đức thừa tinh thần, vâng vặc ngàn tu vẫn nhớ câu âm thủy nguyện xưa. Người cơ đồ vững sao, ơn tiên tổ đời đời hương khói cửa họ ta, dòng dõi châm oanh từ ngày nay nước tiếng thơm danh. Nhờ ơn thiên tổ cho thành nở hoa, đức gián gọi dân hà cầm tu đức gián thần, vũ chùa bao la này đuốc thiêng sáng soi lòng ta. Ơn dòng giữa mẹ công cha bầy chay, chim không tổ như nhà không mái nhớ tổ tiên, ruột dối từng phen này hỏi rằng người ở cung tiên đi. Sinh chắc sang về miền dương gian, thăm con cháu thăm làng xóm cua thăm phố phường, dòng họ gần xa con ơi ăn trốn ở trong nhà. Con dâng văn chọn đi đủ đời, giờ xin có một đôi lời nhắc nhau, muốn sang ta phải bắt cầu muốn ăn quả ngọt bảo nhau vun trồng. Nay hóa Phật vì công ơn đức, tâm lòng thành lễ bạc con kính dâng, xin giải bày mấy khúc ca văn cầu xin tiên tổ ngài lâm độ chi. Tổ tiên dòng họ là đây.